Thưa quý vị và các bạn, làng Hòa Tú xưa nay gồm 4 xã là Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Ngọc Tố và Ngọc Đông là vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Những người cựu chiến binh ở xứ này nói về Hòa Tú thời còn giặc giã bằng một câu đầy tính hình tượng: sân đình máu chảy, đường thôn lính đầy. Những năm đầu tái lập tỉnh, Hòa Tú vẫn còn là vùng quê nhiều khó khăn. 30 năm trôi qua, vùng nông thôn sâu Hòa Tú giờ đã có nhiều đổi thay. Nếu muốn biết về vùng đất Hòa Tú những ngày đầu tái lập tỉnh, không ai rõ hơn những cựu chiến binh, những người dân cố cựu nơi này. 30 năm đã trôi qua, trong ký ức của các bác, các chú vẫn còn in rõ hình ảnh của miền quê vốn được xem là xa xôi cách trở này. Cái Hòa Tú này là cái vùng xa xôi, mà muốn kéo vô đây, điện vô đây thì hết sức là khó khăn. Đấy, cho nên được là tỉnh, được huyện sẽ đầu tư cái đường điện. Mà lúc đó tôi là ở xã này là có một số cô bác mà lớn tuổi là 70 tuổi, 80 tuổi là thấy mà nhà nước đầu tư kéo điện là mấy bác đó đứng khóc luôn. Khóc luôn đấy, không ngờ là mà đường xá xa xôi như thế này mà nhà nước kéo đường điện vô cho cái đối Hòa Tú này, mà không riêng Hòa Tú này mà nó 6 xã vùng trong, vùng nông thôn sâu, 6 xã vùng nông thôn sâu này. À, cho nên là có những cô bác người ta hết sức là mừng, ta phấn khởi lắm, ta mừng lắm. So với những năm trước đây á, thì nói chung học sinh mà đi học á, là coi như là trường không có được là kín đáo đâu. Bởi vì trường là cấp bằng cây gỗ, cây tạp chứ chưa được bạch đằng nữa. Rồi xanh quanh thì rừng lá, lợp lá. Rồi là hàng năm thì hư hỏng. Thì nói chung là vận động là anh em ở địa phương là cùng nhau lại là sửa, chữa lại. Rồi là đóng bàn, đóng ghế lại. Thì cái đó tôi nói về vấn đề trường thôi. Đó. Còn đặc ví dụ là vấn đề học sinh đi học á, thì lội lặn rất là cực khổ, nhất là trong cái mùa mưa, đường xá thì nó không liền, đoạn thì khô ráo, còn đoạn thì lầy lội, cho nên thì học sinh rất là vất vả. Hồi đó thì vấn đề chăm sóc sức khỏe thì cũng có là y tá, cũng có là y sĩ. Nhưng mà cái vấn đề là thuốc men nó không được như giờ đâu, nó cũng còn thiếu thốn. Bây giờ là cái trạm thì chỗ là trị bệnh, chỗ nơi là rất ngon lành. Rồi đó là thuốc men cũng đầy đủ. Rồi khi bệnh hoạn chuyển đi là tiếng trên cũng rất mau lẹ. Những người trẻ ngày nay nghe chuyện khóc mừng khi thấy điện được kéo về tới quê mình hẳn sẽ cảm thấy lạ lẫm. Nhưng đó hoàn toàn là câu chuyện có thật ở nơi này hàng chục năm về trước. Thời gian đầu tái lập tỉnh, chuyện điện khí hóa nông thôn Hòa Tú vẫn còn chưa rõ nét. Thì nay, không chỉ điện sinh hoạt mà điện phục vụ sản xuất đã được đảm bảo thông suốt, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp ở địa phương cũng như chất lượng đời sống của người dân. Chuyện đi lại giao thương hàng hóa cũng thuận tiện hơn rất nhiều với những con đường nối liền xóm ấp. Đặc biệt là khi tuyến đường trục phát triển kinh tế từ thành phố Sóc Trăng qua cầu Dù Tho đến vùng kinh tế trọng điểm tôm lúa tỉnh Sóc Trăng được khánh thành và thông xe vào tháng 10 năm 2020. Những cây cầu thẳng tắp, những con đường trải nhựa thênh thang, không còn bùn lầy trơn ướt, không còn cảnh qua sông lụy đò. Ngày trước, từ trung tâm thành phố Sóc Trăng về Hòa Tú có khi mất hơn tiếng đồng hồ, giờ chỉ vài mươi phút là đến nơi. Xe máy, xe hơi bon bon, phương tiện nào cũng thuận lợi, dễ dàng, chuyện nửa đêm đợi phà chỉ còn trong ký ức. Vùng Hòa Tú 30 năm trước chỉ độc canh cây lúa, ngày nay mô hình lúa tôm đã phát triển rộng khắp, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Cùng với đó là những mô hình sản xuất có hiệu quả được triển khai nhân rộng, thế độc canh chuyển thành đa canh. Ngày xưa làm lúa, nay cũng làm lúa, nhưng không phải là lúa mùa năng suất thấp mà hướng tới phát triển lúa hữu cơ, lúa đặc sản. Những ngôi nhà khang trang mọc lên ngày càng nhiều như minh chứng cho đời sống sung túc của người dân vùng nông thôn này. So với những năm mới tái lập tỉnh thì tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 40%. Nhưng đến thời điểm cuối năm 21 chỉ còn lại là 0,97%. Đến năm 2015, với sự quyết tâm đoàn kết thì Đảng bộ xã Hòa Tú 1 đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với cái đà phát triển như thế thì với tinh thần đoàn kết quyết tâm
và sự ủng hộ của người dân. Thì đến cuối năm 2020, Đảng bộ tiếp tục được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Học sinh bây giờ đi học cũng dễ dàng vô cùng. Những đứa trẻ nông thôn không còn cảnh học trong những căn phòng chật hẹp, thiếu thốn, mượn tạm nhà dân. Trường lớp khang trang thiết bị, đồ dùng dạy học được đầu tư, chất lượng giáo dục cũng được nâng lên. Các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương, tạo môi trường giáo dục tốt cũng là một trong những yếu tố góp phần cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Điều kiện chăm sóc sức khỏe của người dân được cải thiện đáng kể với sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trạm y tế xã. Từ đó giúp tuyến y tế cơ sở phát huy được hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trạm y tế Hòa Thứ 1 thì được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như là y tế trên để đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng tương đối khá đầy đủ về mặt cơ sở vật chất, cũng tạo điều kiện thuận lợi để cho khám chữa bệnh cho bà con ở tuyến cơ sở. Thì từ ngày xây dựng tới nay thì trạm được thu hút rất là nhiều bà con đến khám bệnh, thu hút các xã lân cận. Không chỉ đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người dân vùng quê Hòa Tú cũng được nâng lên đáng kể. Tháng 3 năm 2022, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Mỹ Xuyên được xây dựng mới trên diện tích hơn 36.000m2 tại ấp Hòa Phu, xã Hòa Tú 1. Công trình với nhiều hạng mục như văn phòng, hội trường 350 chỗ ngồi, sân bóng đá, nhà thi đấu tập luyện có khán đài với tổng kinh phí trên 57 tỷ đồng. Trung tâm đã trở thành địa điểm yêu thích của nhiều bạn trẻ cũng như thanh thiếu niên Hòa Tú 1. Những buổi chiều, sân bóng đá, bóng chuyền luôn có người đến hào hứng tranh tài. Các em học sinh sau giờ lên lớp cũng tìm đến đây tổ chức các hoạt động thể thao cùng bạn bè. Những đứa trẻ nông thôn háo hức trước một sân chơi rộng rãi khang trang ở gần ngay nhà mình. Em chưa có sân này thì em chơi ở nhà. Khi có sân này thì em thấy thuận tiện cho việc chơi thể thao. Người lớn cũng háo hức chẳng kém gì trẻ con, bởi lẽ một nơi tập luyện thể dục thể thao như thế này đáp ứng được nhu cầu và là niềm mong mỏi của người dân nông thôn. Hồi đó giờ không có cháu ơi, bây giờ có thấy mừng quá trời, vui lắm. Hồi đó giờ là mấy gì tập đi bộ không à, rồi bây giờ thấy có gì quá mừng rồi, không già gì cũng hay, hay tới gì là đi tới luôn đó. Ngày 15 tháng 7 năm 2020, huyện Mỹ Xuyên được công nhận là huyện nông thôn mới, trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng. Thành quả đó có sự đóng góp và là niềm tự hào của người dân quê hương cách mạng Hòa Tú. Câu chuyện Hòa Tú khó khăn, thiếu thốn giờ chỉ còn trong lời kể của lớp người xưa. Những ký ức ấy nhắc nhở về bao khó nhọc của thế hệ trước, cũng là minh chứng cho những nỗ lực vươn lên của mảnh đất con người nơi đây, để thế hệ hôm nay càng quyết tâm hơn trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Cái tốp trẻ sau này, mình phải noi gương theo những là cha ông đi trước, là lãnh đạo và chỉ đạo, làm sao là từng bước có cái vươn lên để cho làm sao làm giàu cho đất nước mình, làm giàu cho xã mình. Đảng bộ từng bước phải có sự đoàn kết với nhau, nhất trí với nhau. Trong công tác vận động bà con thời gian này với 30 năm về trước á, thì có rất nhiều thay đổi, thì cũng nhờ sự cống hiến của các chú các bác đã giành được cái đất nước hòa bình như hôm nay. Thì đoàn thanh niên của tụi em cũng vận động các em thanh niên học tập và làm theo tấm gương bác và noi gương những các cụ lão thành để tiến bước con đường mới, có đường phát triển tốt hơn. Hòa Tú những năm chiến tranh là mảnh đất bị bom cày đạn sới. Hòa Tú thời điểm mới tái lập tỉnh là vùng nông thôn xa xôi nghèo khó. 30 năm phấn đấu, 30 năm đổi thay, Hòa Tú bây giờ là nơi những công trình mới mọc lên, hứa hẹn cho những bước phát triển mới của miền quê cách mạng năm nào. Thời lượng dành cho chuyên mục kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.